chào các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp hải phòng.com. Với những cái người mà nam giới có chiều cao khá là tốt thì từ một trên 1m7, 1m75, 1m68, 1m75, 1m78 thì rất là khó chọn lựa cho mình một cái chiếc xe mà vừa size. Nếu như quý vị và các bạn mà chọn lựa cho mình một cái chiếc xe mà size nó không phù hợp với cơ thể của quý vị thì đạp nó rất là gò bó mà nó cũng không phù hợp và rất là khó chịu trong cái quá trình tập luyện đạp xe của mình. Thì trong video này, cửa hàng chúng tôi có một chiếc xe phù hợp cho các quý vị nam giới hoặc cả nữ giới mà có chiều cao tầm khoảng 1m7 cho đến hơn 1m7, đi rất là phù hợp. Thương hiệu thì chiếc xe là thương hiệu Wagetone, một cái thương hiệu mà phải nói là tốt nhất trong các cái hãng xe đạp Nhật Bản. Model của cái thương hiệu này là cái sản phẩm này là Odilo. Các bạn có thể lên Google search chữ Bridgestone và cộng với thương hiệu Odilo này. Các bạn có thể thấy được cái những cái hình ảnh mà của chiếc xe tại tại những cái link nước ngoài và y xì như là trên ở cửa hàng chúng tôi đang bán. Thì như các bạn thấy trên xe thì có cái tem BAA này, nên tem nó cũng bị cọ xước một chút. Nhưng mà những cái theo kinh nghiệm bán xe lâu năm của tôi thì những cái xe mà có tem BAA này thì là chất lượng cực tốt, bởi vì đã được qua cái hộp hiệp hội kiểm định chất lượng Nhật Bản, là viết tắt BAA đấy, là đã kiểm định cái chất lượng này rất là, những cái xe mà có tem như vậy thì đi rất là tốt. Xe có còn cái yên nguyên bản, chữ Beton, dòng chữ Beton nguyên bản, hơi rách một chút nhưng mà cửa hàng mình nó không có bọc lại và giữ cho cái chiếc xe độ nguyên bản. Sơn là rất sơn zin nguyên. Đằng trước thì xe được trang bị phanh đĩa giảm sóc 700C, vành 700C, vành nhôm, đũa lốc không han, vành nhôm. Đấy. Và phanh đĩa luôn. Giúp cho chiếc xe rất là an toàn trong quá trình phanh và hiệu quả phanh rất là tối đa. Đằng bên trên tay thì xe được trang bị tay bấm xả 7 số. Tay bấm xả 7. Sẵn còn một chiếc chuông của xe từ bên Nhật ha. Xe được trang bị đùi đĩa Shimano 3 tầng. 3 tầng rất là bền. Chính hãng. Nguyên bản theo xe. Đằng sau thì đĩa clip 7 tầng và bộ đề chuyển động Shimano, một bộ đề chuyển động rất là phổ thông của những chiếc xe Nhật đã qua sử dụng tại lộ điện Nhật. Đằng sau cũng như vậy, có xe được trang bị cặp bánh 700 và lốp 700C, khoảng 700C. Như quý vị thấy là cái chiều cao của tôi đây là 1m62 thì đứng với chiếc xe là rất là cao. Thì đồng nghĩa với việc là quý vị nếu như cao từ 1m7 cho trên 1m7 thì cái chiếc xe này rất là phù hợp với quý vị. Đấy, đây chiếc xe rất cao luôn. Chúng tôi không thể chống chân. Rất là cao, tôi mới có thể ngồi được. Thì nếu như quý vị tầm 1m7, 1m75, 1m8 thì lên chọn chiếc xe này thì sẽ phù hợp với chiều cao của quý vị. Chiếc xe này có giá gần 6 triệu đồng. Quý vị nếu muốn biết chính xác giá của chiếc xe thì hãy liên hệ cho mình qua số điện thoại hoặc inbox Zalo cho mình ở số điện thoại ở dưới video, và để biết thêm được những cái phụ kiện, những cái chính sách bảo hành bảo dưỡng quý vị được hưởng khi mà mua xe tại cửa hàng xe đạp hải phòng.com chúng tôi. Và nếu quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao và các cái video hướng dẫn sử dụng sửa chữa thì hãy ấn đăng ký kênh và ấn like video để ủng hộ chúng tôi làm những video mới nhất. Xin cảm ơn quý vị đã xem video, hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.